Thanh Hoàng kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Tô Lâm lại thắng áp đảo khi ép được Vương Đình Huệ xin thôi chức vụ về làm người tử tế. Cuộc chiến của Tô Lâm và Vương Đình Huệ diễn ra thật nhanh, chỉ trong vòng có khoảng một tuần. Nhưng người tung đòn quyết liệt này lại là Bộ trưởng Công an Tô Lâm, nhà lãnh đạo tối cao nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tương lai. Đòn quyết định như đã biết thì Tô Lâm tung con bài tập đoàn Thuận An bị phát hiện sai phạm bụ hạ thân tín của Vương Đình Huệ là Phạm Thái Hà công khai trước bản dân thiên hạ. Nhưng những ngày khảo tra kín là những ngày mà Vương Đình Huệ lên ruột vì biết các ngón đòn đàn tàn khốc của tô lâm lâu nay và chưa có ai có thể đi qua mà không ói ra nhiều điều mà tô lâm cần biết. Tin từ trong nội bộ nói vương đình huệ suốt ngày 17 và ngày 18 tháng 4 chạy nhờ những mối quen biết xem phạm thái hà như thế nào nhưng thực chất đó chỉ là xem là hà đã khai ra những gì rồi mà thôi trong khi chạy đôn chạy đảo tìm những thế lực phe phái khác để đỡ đòn cho mình nhưng muộn ngày 19 tháng 4 thì tô lâm đã tung hồ sơ ra và ép phải thành lập đoàn kiểm tra đúng theo quy trình của nguyễn phú trọng đã đặt ra từ hồi chọn cắt đứt quan lộ của nguyễn văn dũng cuối cùng thì ban chấp hành trung ương đảng đã phải ra công văn tuyệt mật số 163 có tiêu đề quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của đồng chí vương đình huệ Đoàn kiểm tra có 9 người, đứng đầu danh sách là ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, làm trường đoàn. Theo quyết định kiểm tra này thì có cả một kế hoạch tuần tự để cô lập Vương Đình Huệ nhằm tìm ra kết quả cuối cùng để báo lên Bộ Chính trị và Ban Bí Thư. Quyết định được chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú đóng dấu ký. Nhìn cái tên Trần Văn Rón đứng đầu đoàn kiểm tra thì ai nấy đều mỉm cười và biết rằng số phận của Vương Đình Huệ đã đến lúc tận. Rón sinh năm 1961, người ở tỉnh Vĩnh Long và có một đặc tính là những ai quen biết đều rõ đó là Rón ghét đây cay ghét đắng thành phần Cộng sản Bắc Kỳ. Suốt 10 năm nay thì cảnh các quan chức cấp cao của Bắc Kỳ chia chác nhau món lợi, làm giàu có một cách công khai khiến cho gión thì vẫn có lúc chửi trên bàn nhậu. Cũng có thể là gión không phải là người thanh liêm gì, nhưng đối với Cộng sản miền Nam thì có được lợi thế chia chác như vậy hoàn toàn không dễ đòn chí mạng là vào đêm 20 tháng 4, một nguồn tin nặc danh được bắn đi qua tin nhắn điện thoại số rác đến các nhà báo ở Việt Nam, có liên hệ với truyền thông quốc tế tiết lộ thêm một chi tiết mà mới chỉ có Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng biết rằng Nguyễn Sĩ Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đang bị điều tra là cháu của Vương Đình Huệ. Chi tiết động trời này được các hãng tin báo chí quốc tế thận trọng kiểm tra và cuối cùng thì tờ Asian Sentinels tung ra bài viết đầu tiên với người Việt cũng được giấu tên và xác nhận chi tiết này. Cũng là tiếng kéo màn của sân khấu kịch tính mà Vương Đình Huệ đang phải trải qua. Trong web quốc hội, sân nhà của Vương Đình Huệ bị tê liệt và đóng cửa việc đưa tin hàng ngày với lý do bảo trì. Đúng là Tô Lâm, người có cặp mắt của rắn và nụ cười của đười ươi, là hai loại dã thú luôn chọn quan sát thận trọng đối phương, thị uy rồi sau đó mới tấn công đòn quyết định cuối cùng. Tô Lâm chọn phương án là tấn công vô định huệ cuối cùng vì đây là đối thủ giảo hoạt và kết nối với rất nhiều băng nhóm và cần được tổ chức tấn công cả hai mặt. Chứng cứ sai phạm đối với nội bộ của đảng và đưa ra những tin tức trợ trời để hủy diệt danh dự của Vương Đình Huệ với công chúng tin tức tức tin tức chợ trời mới đây nhất đó là trang web vuonghami com mượn tên con gái của vương đình huệ vừa mới tốt nghiệp ở mỹ hớn hở đeo cà vạt đỏ và ngôi sao vàng nhưng đưa hết chuyện ăn chơi gái cú và nội bộ gia đình của cha mình tan nát như thế nào thậm chí thì trang này còn lôi tên nguyễn Đắc vinh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục quốc hội Uh, kẻ chuyên dẫn gái cho Vương Đình Huệ, công an Việt Nam giỏi bắt người như vậy, nhưng trang Vương Hà Mi .com lại sừng sững không ai dám đụng chạm tới, cứ vài ngày lại rót một tin như là điện giật đến với người dân. cả hai đường tấn công Huệ thì đều chết một cách nhanh, cả chết từ từ ở nội bộ đảng lẫn cả ở chợ đời, chết trong từng giờ. Và nói đến đây thì hết thảy quan chức Cộng sản đều dùng mình nghĩ đến phận mình và tin nội bộ giờ cuối nghe rằng Ba Đình đang họp kín để chuẩn bị nhân sự mới ngồi vào ghế của Vương Đinh Huệ để lại. Nụ cười trên môi của Huệ đã bị tắt. Và trên chính trang vươnghami.com này thì mới đây có một đoạn tin rất là ngắn. À, chỉ có một từ rất là đơn giản đó là xong. Và chúng tôi chuẩn bị một trang web mới sẽ là Uh, lê trương hiếu.com có lẽ trang này sẽ tiếp tục uh, cuộc đánh đấu của mình và mới đây và tới đây thì sau vụ vương đình huệ thì sẽ đến uh, cha con nhà lê thanh hải chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã được trung ương đảng cộng sản việt nam đồng ý cho thôi chức và quyết định chấn động này vừa được đưa ra trong cuộc họp bất thường vào hôm ngày 26 tháng 4 theo đó vương đình huệ ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội việt nam đã được đảng đồng ý cho thôi tất cả các chức vụ về mặt đảng và nhà nước giống hết như tin đồn chúng tôi đã đưa à, cách đây chưa lâu ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam đã đồng ý cho chủ tịch quốc hội vương đình huệ thôi giữ các chức vụ ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 chủ tịch quốc hội khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 theo báo cáo của Ủy ban kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng thì ông Vương Đình Huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thông báo của ban chấp hành Trung ương Đảng sau cuộc họp ngày 26 tháng 4 trên cổng thông tin điện tử chính phủ nêu rõ Đồng chí Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, thì theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan chức năng, đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của đồng chí Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân đồng chí, nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ tất cả các chức vụ được phân công và nghỉ công tác căn cứ quy định hiện hành của Đảng Cộng sản Việt Nam và xem xét nguyện vọng của Vương Đình Huệ, Ban chấp hành Trung ương của Đảng đã đồng ý để cho Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông báo không cho biết ông Vương Đình Huệ chịu trách nhiệm người đứng đầu do sai phạm nào và của ai. Tuy nhiên thì mới đây vào ngày à, 21 tháng 4, ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trợ lý của ông Vương Đình Huệ đã bị bắt khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi có liên quan đến vụ án tại tập đoàn Thuận An. Khoảng một tháng trước, thì cựu chủ tịch nước võ văn thưởng cũng bị miễn nhiệm. Khi đó, thì vương đình huệ là một trong số ít ủy viên bộ chính trị đủ tiêu chuẩn theo quy định 214 QĐ trên TVK cho vị trí chủ tịch nước kế nhiệm. Nhưng hơn một tháng sau đó, thì chính vương đình huệ cũng đã phải nối gót ông võ văn thưởng khi xin thôi các chức vụ. Bộ Chính trị khóa 13, đầu khóa có 18 người và nay thì thêm sự ra đi của Vương Đình Huệ và con số này hiện nay chỉ còn có 13. Trước đó thì chúng tôi cũng đã đưa tin về việc khả năng ông Vương Đình Huệ bị mất chức theo quy định 41 của Bộ Chính trị. Như vậy thì đến ngày hôm nay là sau 10 ngày à, Thanh Hoàng đưa thông tin là Vương Đình Huệ bị cưa ghế thì đúng sau uh, 10 video và đến nay thì Vương Đình Huệ đã chính thức bị cưa đứt ghế bởi chính bàn tay lông lá của uh, Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Uh, như chúng tôi cũng đã thưa với quý vị và các bạn từ trước đến nay rằng ông Tô Lâm hiện nay thì đánh các quan chức mà những kẻ nào ngắm nghé uh, muốn nhòm ngó chiếc ghế Tổng Bí Thư mà ông ta cũng đang nhòm ngó và những kẻ đó thì cũng sẽ bị... Uh, phải rời khỏi chính trường, tức là mở thêm cánh cửa rộng mở hơn cho ông Tô Lâm ngồi lên chiếc ghế tổng bí thư. Việc ông Phạm Thái Hà trợ lý thân cận của Vương Đình Huệ bị bắt khởi tố là có thể là một trong những nguyên nhân khiến cho Vương Đình Huệ phải xin thôi hết tất cả các chức vụ. Tới đây thì cùng với mối quan hệ giữa Vương Đình Huệ và ông Hà, người được cho là thân tín tay hòm chìa khóa của Vương Đình Huệ. Trước khi làm trợ lý cho Vương Đình Huệ, tại Quốc hội thì Phạm Thái Hà từng theo ông Huệ qua rất nhiều cơ quan. Theo thông tin mà chúng tôi có được thì trong thời gian ông Vương Đình Huệ làm tổng kiểm toán nhà nước từ năm 2006 đến 2011 thì ông Phạm Thái Hà đã là trợ lý của ông. Sau đó thì khi ông Huệ trải qua các chức vụ quan trọng như là Bộ trưởng Bộ Tài chính giai đoạn 2011-2012 trưởng Ban Kinh tế Trung ương giai đoạn 2012-2016, Phó Thủ tướng giai đoạn 2016-2020, ông Phạm Thái Hà vẫn là trợ lý thân cận của Vương Đình Huệ. Kể cả khi Vương Đình Huệ chuyển sang làm Bí thư Thành ủy Hà Nội 2020-2021, thì ông Phạm Thái Hà vẫn theo chân ông. Tháng 4/2021, thì ông Huệ trở thành Chủ tịch Quốc hội, một trong tứ trụ của Việt Nam ông Hà cũng chuyển sang làm trợ lý chủ tịch quốc hội. Và chỉ sau đó hơn một năm vào tháng 5 năm 2022, ông Phạm Thái Hà chính thức được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội. Như vậy, mối quan hệ gần gũi giữa Vương Đình Huệ và ông Phạm Thái Hà là rất rõ ràng và chính thức, chứ không phải là chuyện nhận định hay còn là chuyện đồn thổi. Nếu chiều theo quy định 41 quy đề trên TVK năm 2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ thì Vương Đình Huệ có thể đã bị xử lý do những sai phạm của ông Phạm Thái Hà. Theo điều 7 của quy định này nêu rõ, thứ nhất là miễn nhiệm đối với người đứng đầu khi để cho cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng tiêu cực rất nghiêm trọng. Thứ hai là người đứng đầu lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để mà dung túng, bao che tiếp tay cho tham nhũng tiêu cực thì tùy theo tính chất mức độ sai phạm để xem xét cho tự chức. Cho tự chức đối với những người đầu đứng đầu khi mà để cho cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, đó là điều 3. Luật sư Phùng Thanh Sơn, giám đốc công ty luật Thế giới Luật Pháp phân tích rằng về bản chất thì lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi mà ông Hà bị khởi tố thuộc nhóm các tội tham nhũng. Do đó, căn cứ vào khoản 1 điều 7 quy định 41 quy đề trên TVK ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị là miễn nhiệm đối với người đứng đầu khi để cho cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng tiêu cực rất nghiêm trọng thì đủ điều kiện để xem xét miễn nhiệm đối với Vương Đình Huệ. Luật sư đánh giá, theo luật sư Phùng Thanh Sơn thì ngay cả khi họ cho rằng tội danh mà ông Hà bị khởi tố không phải là tội danh thuộc nhóm, các tội danh tham nhũng thì cũng đủ điều kiện để mà xem xét miễn nhiệm đối với Vương Đình Huệ. Bởi lẽ, Khoản 1 điều 7 này thì không quy định phải xảy ra đồng thời tham nhũng và tiêu cực rất nghiêm trọng thì mới bị xem xét miễn nhiệm. Tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn để gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi có khung hình phạt lên đến mức trung thân được xếp vào nhóm đặc biệt nghiêm trọng theo luật sư Sơn. Như vậy thì có khả năng Vương Y Huệ thôi chức khi chịu trách nhiệm người đứng đầu vì sai phạm của cấp dưới là ông Phạm Thái Hà. Trước ông Vương Đình Huệ thì có hàng loạt cán bộ cấp cao ở Việt Nam xin thôi giữ chức lý do trách nhiệm người đứng đầu giống như vụ của Vương Đình Huệ. Ngày 20 tháng 3 thì ông Võ Văn Thưởng xin thôi giữ chức vụ trong đảng và nhà nước vì đã có vi phạm khuyết điểm gây dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và cá nhân của ông ta. Đầu năm nay ngày 31 tháng 1 năm 2024 thì ông Trần Tuấn Anh cũng bị thôi chức vụ. Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tháng riêng năm 2023 thì ông Nguyễn Xuân Phúc, người tiền nhiệm của ông Võ Văn Thưởng đã phải thôi chức khi mà chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi mà để nhiều cán bộ trong đó có hai đồng chí phó thủ tướng, ba bộ trưởng có vi phạm khuyết điểm gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hai phó thủ tướng nói trên đó là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam. Trong một bài viết trên trang VOV Đài Tiếng nói Việt Nam có nhan đề Từ chức miễn nhiệm theo quy định 41, giá trị của đạo làm quan, tên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và hai Phó Thủ tướng là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đã được nêu ra là một ví dụ. Và với trường hợp của ông Phạm Bình Minh vào tháng 9 năm 2022, cựu trợ lý của ông là Nguyễn Quang Linh bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ 4,2 tỷ đồng trong đại án chuyến bay giải cứu. Ông Nguyễn Quang Linh được bổ nhiệm làm trợ lý cho ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gần 10 năm, từ ngày 31 tháng 12 năm 2013 cho đến khi bị bắt vào tháng 4 năm 2023. Ông Linh đã bị tuyên 7 năm tù thời điểm truy tố và tuyên án ông Nguyễn Quang Linh xảy ra sau thời điểm ông Phạm Bình Minh bị miễn nhiệm tháng riêng năm 2023. Tuy nhiên thì ngay sau khi mà ông Linh bị khởi tố bắt tạm giam à, với tội danh nhận hối lộ là một trong những tội phạm thuộc về nhóm tội phạm tham nhũng thì về mặt đảng thì đã có thể đưa ra vấn đề trách nhiệm với người đứng đầu ra xem xét rồi. Do đó lãnh đạo trực tiếp của ông Linh là Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có thể đã bị xem xét kỷ luật theo khoản 3 điều 7 của quy định. 41. Dù Đảng Cộng sản Việt Nam chưa công bố rõ ràng điều này. Từ các phân tích kể trên thì có thể thấy rằng thực chất thì trước ông Vương Đình Huệ đã có 4 ủy viên Bộ Chính trị của khóa hiện tại gồm có Võ Văn Thưởng, Trần Tuấn Anh Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh Bị miễn nhiễm theo quy định 41 Dù thông báo của Trung ương Đảng Không đề cập đến quy định này Ông Lý Hệ Sinh năm 1957 Tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc Tỉnh Nghệ An Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 và 13 Là Chủ tịch Quốc hội khóa 15 Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2021 Có học hàm học vị giáo sư tiến sĩ kinh tế, từng là nghiên cứu sinh ở Đại học Kinh tế Bratislava Cộng hòa Slovakia. Ông từng là giảng viên rồi phó trưởng khoa, trưởng khoa kế toán rồi phó hiệu trưởng trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Từ năm 2001 đến 2013 thì ông Huệ đảm nhận các chức vụ như là phó tổng kiểm toán, tổng kiểm toán nhà nước, bộ trưởng Bộ Tài chính. Ông Vương Đình Huệ là trưởng ban kinh tế trung ương giai đoạn 2012-2016. Tại đại hội đảng 12 vào tháng riêng năm 2016 thì ông được bầu vào bộ chính trị nhóm các nhân vật quyền lực nhất ở Việt Nam. Sau đó thì vào tháng 4 năm 2016 ông Vương Đình Huệ trở thành phó thủ tướng chính phủ dưới thời của Nguyễn Xuân Phúc. Tháng 2 năm 2020 sau khi ông Hoàng Trung Hải bị kỷ luật Bộ Chính trị đã đưa ông Vương Đình Huệ về làm bí thư thành ủy Hà Nội. Tại đại hội 13 thì Vương Đình Huệ tiếp tục vào ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 và vào Bộ Chính trị. Tới ngày 31 tháng 3 năm 2021 thì Vương Đình Huệ chính thức trở thành Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia thay cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Hồi năm 2011 thì Vương Đình Huệ trở thành Bộ trưởng Tài chính một số tờ báo tại Việt Nam đã kể câu chuyện rằng thủa nhỏ thì những lần đèn cạn dầu thì Vương Đình Huệ từng bắt đông đóm bỏ vào quả cà rỗng để học bài. Tới đến đây thì chúng ta cũng thể biết được Nghệ An là một tỉnh rất nghèo của Việt Nam. Chuyện thiếu dầu để học bài là không có gì là lạ. Bởi vì ở đất nước Việt Nam dưới thời xã hội chủ nghĩa mà đặc biệt là thời hợp tác xã thì chúng ta có thể thấy được rằng có tiền cũng không mua được dầu bởi vì phải mua theo tem phiếu còn cái chuyện mà bỏ đông đóm vào quả cà rỗng để mà đọc bài thì chuyện đó là một chuyện nhảm nhí bởi vì ánh sáng của đông đóm thì không thể nào đọc bài được và hồi nhỏ thì chúng ta cũng đã rất nhiều người um, lứa tuổi của thanh hoàng thì đã biết đến con đông đóm và thường buổi tối thì hay đi bắt đông đóm về bỏ vào các cái chai uh, uh, thủy tinh để mà chúng phát ra ánh sáng nhưng trên thực tế thì ánh sáng của chúng thì không được sáng lắm cho nên là chuyện mà để đọc được bài, kể cả chữ to cỡ mấy cũng không thể đọc được bởi vì ánh sáng của lồng đóm thì cực kỳ yếu. Báo chí thì cũng từng viết câu chuyện tương tự về ông Trần Đại Quang khi ông này làm chủ tịch nước. Nói đến Vương Đình Huệ thì công chúng còn nhớ đến câu nói lúc còn làm bộ trưởng tài chính khi Phê Bình báo Sài Gòn tiếp thị rằng: "Vì sao báo tiếp thị mà lại đi viết chuyện chính trị?" Hoạt động nổi bật gần đây của Vương Đình Huệ đó là chuyến công du kéo dài 5 ngày tới Trung Cộng, từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4. Do chuyến thăm diễn ra chỉ khoảng nửa tháng sau khi ông Võ Văn Thưởng bị cưa ghế chức vụ chủ tịch nước và Việt Nam bị đánh giá là bất ổn chính trị và chuyến đi của Vương Đình Huệ đã trở thành tâm điểm gây chú ý. Về chuyến đi này thì báo chí Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc đã có cách tường thuật khác biệt nhau theo đài truyền hình trung ương trung quốc cctv thì ông huệ khẳng định việt nam liên kiên quyết thực hiện chính sách một trung quốc tin rằng đài loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của trung quốc và kiên quyết phản đối mọi hình thức của các hoạt động ly khai đài loan độc lập cctv còn dẫn lời của vương đình huệ rằng vấn đề hồng kông tân cương và tây tạng cũng là vấn đề nội bộ của trung quốc và trung quốc chắc chắn sẽ duy trì ổn định và thịnh vượng lâu dài. Trong khi đó, thì Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ của Việt Nam chỉ thuật lại chỗ này bằng một câu ngắn gọn của Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách một Trung Quốc. Các nhà báo chính thống ở Việt Nam thì cũng có nội dung đồng nhất như vậy và có thể hiểu là đã có sự quán triệt về cách đưa tin. Đây không phải là lần đầu tiên cách truyền thông nhà nước Cộng sản Trung Quốc cũng như là Cộng sản Việt Nam có độ vanh rõ rệt về ngôn ngữ. Ông Phạm Thái Hà đã thắp tùng ông Vương Đình Huệ trong chuyến công du trên. Sau khi về tới sân bay nội bài thì ông Phạm Thái Hà đã bị Tô Lâm hỏi thăm và trước khi thông tin ông bị khởi tố được công bố vào ngày 22 tháng 4 vừa qua. Vậy vương đình huệ gãy ghế thì liệu có nên tiếc cho vương đình huệ hay là không có thật thì anh ta là người đang sáng giá trên chính trường bởi anh ta có học hàm học vị cao và có truyền thống của gia đình và quê hương và cuộc đời thơ ấu trải qua nhiều cơ cực nhưng đã có ý chí vươn lên và nhiều cơ may tạo cho anh thăng tiến nhanh chóng ở trên quan trường nhưng rồi vụ việc vỡ lở và anh có nguy cơ là như chúng ta đã thấy là đã bị uh, liên quan đến chuyện hình sự và may mắn thì anh ta đã được trở về vườn làm người tử tế. Luật bất thành văn ở xứ Cộng sản Việt Nam thì khi đã vào thời tứ trụ thì đã có kim bài miễn tự. Trước đây thì chúng tôi cũng có nhiều bài viết hàm ý không hài lòng về những hành vi và phát ngôn của ông Vương Đình Huệ và mới ở cương vị đứng đầu một tỉnh mà đã đến một hội nghị người ta trải thảm đỏ cho anh và có hai hàng thanh nữ áo dài tha thướt với các bó hoa chào đón anh như là bậc vua mà lẽ ra thì anh nên từ chối đi trên thảm đỏ nhưng anh ta đi thì có vẻ dương dương tự đắc và rồi khi ở nghị trường thì anh tự khen mình là tài giỏi bởi đã điều hành nghị trường làm những việc mà thế giới không thể làm được đến nỗi phải học hỏi Việt Nam. Mừng cho hai con của anh được du học ở nước ngoài và tiếp thu những tinh hoa kiến thức của hai nước phát triển nhất thế giới về nước được anh bố trí ở các cương vị để làm bệ phóng cho tương lai giống như là Nguyễn Tất Dũng đã đưa hai đứa con trai của mình đi lên từng bước một như vậy và dư luận thì đã sầm xì là tiền lương của vợ chồng anh chắc không để chu cho hai con du học bởi vì không bao giờ đủ, bởi học phí mà chi phí rất là cao ở xứ giấy chết. Về nước thì cậu con trai công tác ở một đoàn thể chính trị xã hội là được doanh nghiệp biếu xe hơi, cũng vui lòng nhận. Ở quê nhà, bà con dân làng khen anh là người con hiếu thảo với mẹ, bố anh mất sớm nhưng mẹ anh bây giờ đã hơn trăm tuổi, được anh chăm lo một cách hết sức tận tình chu đáo. Có một bác sĩ quân y thường xuyên chăm lo sức khỏe cho cụ. Anh làm một nhà thờ cũng khiêm tốn, nhưng các đồ vật trang trí trong nhà thờ và cây cảnh và các doanh nghiệp đem biếu đặt để ngoài vườn thì trị giá cũng không biết bao nhiêu mà kể. Đám cưới của con anh chật một hội trường lớn ở hội nghị quốc gia Mỹ Đình và người ta cho rằng phần lớn thì khách dự đều là các doanh nghiệp ở mọi miền đất nước đem phong bì về cúng nạp. Một người hàng xóm liền kề tường nhà anh cho biết phong bì mừng đám cưới phải chứa tới mấy cái rương mới đựng hết. Thường mỗi cái rương mà các vị đồ nho hay dùng để mà đựng sách vở và đồ quý giá chiều dài khoảng 50cm và chiều cao khoảng 30cm. Cũng người hàng xóm này cho tôi biết, đệ tử của anh được doanh nghiệp hối lộ phần lớn trong tổng số 2.000 tỷ đồng mà doanh nghiệp này hối lộ cho các quan chức. Đây thật là món tiền kinh khủng. Anh nói anh không biết việc này, nhưng chiếc thay thì cái tay doanh nghiệp kia lại khai ra vành vách. Nghĩ về anh thì cũng như các anh khác ở đỉnh cao quyền lực mà bị ngã ngựa thật là đau lòng. Tài sản quốc gia giao cho những người này quản lý thì khác gì giao chứng cho ác. Và như vậy thì một lần nữa thì Tô Lâm lại thắng áp đảo khi mà ép được Vương Đình Huệ xin thôi chức vụ về làm người tử tế. Và cuộc chiến của Tô Lâm cũng như là Vương Đình Huệ thì diễn ra một cách chóng vánh chỉ trong vòng khoảng một tuần cho đến 10 ngày. Chỉ rất là ngắn như vậy thôi nhưng người tung đòn quyết liệt vẫn là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, nhà lãnh đạo tối cao của nhà nước, xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ trong vòng hơn một tháng thôi thì có hai nhân vật trong tứ trụ bị cưa ghế đó là Chủ tịch nước Võ Văn Thường và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chúng ta có thể thấy được rằng những ai là kẻ ngáng đường Tô Lâm leo lên chiếc ghế ngôi vua tập thể ở xứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì đều có kết cục giống hệt như nhau và không biết sau Vương Đình Huệ thì sẽ là ai. Phạm Minh Chính thì có vẻ như cưa sừng làm nghé trong thời gian vừa qua và tỏ ra rất biết điều trước Tô Lâm và đó là cái lý do thì Phạm Minh Chính trong tương lai thì không phải là kẻ sẽ bị tô lâm cư ghế. Nhưng mà chính trường Việt Nam từ nay cho đến Đại hội 14 còn khoảng độ 19 tháng hơn nữa thì chúng ta có thể thấy được rằng với thời gian ngắn ngủi như vậy thì có thể tương lai chính trị của Phạm Minh Chính như thế nào thì cũng chưa thể biết được. Hiện nay thì đang treo lơ lửng trên đầu Phạm Minh Chính đó là vụ án của người tình em gái mây mưa Nguyễn Thị Thanh Nhan. Và hiện nay thì ông Phạm Minh Chính tỏ ra rất là biết điều đối với Tô Lâm cho nên ông ta có thể tạm thời vượt qua được cơn sóng gió lần này, nhưng mà trong tương lai như thế nào thì chúng ta chưa thể biết rõ được và chúng ta cũng cần phải chờ xem kết cục cuối cùng sẽ như thế nào. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi